Thôi chào anh em nhé. Ui, hôm ngủ mớ giật mình thấy bán xe lỗ 5 triệu anh em. Mà không phải ngủ mớ, ai ngờ ngủ dậy thấy thiệt luôn em. Ngủ dậy thấy thiệt luôn, đang quay bán xe lỗ 5 triệu nè anh em. Đó, bây giờ buôn bán mà, bây giờ nói chung là những cái lời thì lời dài ba chục và trăm rồi, im im đâu nói đâu đúng không anh em. Lời dài chục và trăm rồi, đâu có nói đâu, im im rồi. Lỗ ai cũng rên. Đó, mà có thật nha anh em nha. Đó, mua bán là phải có lỗ có lời. Đó, những cái con xe mà lời thì mình đắp qua những xe lỗ. Đó, chẳng hạn như mua 10 con trong một lô thì mình bán 9 con đủ vốn rồi. Đó, còn con mình lời nên mình bán giá nào cũng được. Đó, lỗ là như vậy nha anh em, chứ đâu ai khùng đâu mà bỏ tiền ra mua về bán lỗ. Mua mà bán lỗ thì mình đâu phải rửa tiền đâu anh em. Đó, mình mua bán gọi là kiếm đồng lời, không phải rửa tiền ha. Đó, bán lỗ thì nói bán lỗ thì anh em nói mình u ra thằng nó điên, nó dốc, nó phét. Đó, thật sự là lỗ cho anh em nha. Đó, nếu mà tính ra con xe là lỗ, nhưng mà tính ra một lô xe là mình lời. Đó, nó là như vậy. Rồi ok, hôm nay bán cho anh em một con xe rùa 4 bánh 2 cầu. 4 bánh 2 cầu nha anh em nha, động cơ máy dầu có đề. Đó, có đề. Có đề nha anh em nha, bể mình. Con này thì giang ma 500 kg. Sơn rin toàn bộ. Con này là rin 100% nha. Đó, rin 100%. Đó, nó chỉ lô cái bình và lô cái gới thôi. Còn ngoài ra rin hết, không có sơn tút dặm bù một chỗ nào nha anh chị nha. Bao cho anh chị cầu số máy móc rin bung chỗ nào cho tặng cho anh chị con xe luôn. Đó, không lấy tiền luôn. Đó. Con này chạy máy dầu đây anh chị nha. Máy dầu LL60. Đó, có đề. Có đề ha. Máy dầu nguyên rin. Máy dầu nguyên rin ha. Máy dầu rin nha anh chị nha, máy không phải máy tháp ha. Đó, máy rin. Bình thì chạy bình mới ha. Bình xe bình nào cũng phải thay bình mới thôi. Đó, số thì 3 tiếng một lùi. Ghế ngồi bài bản. Đèn có đèn luôn ha anh chị ha. Đó, thương hiệu Giang Ma nước sơn rin, xe rất là đẹp luôn. Đó. Giá chỉ có 30 mấy triệu thôi anh em. Giá chỉ có 30 mấy triệu thôi. Đó. Bán thì nói chung mà nói lỗ thì không ai tin đâu anh em. Đó, nhưng mà lỗ thật sự nha anh em, lỗ. Đó, nên là hôm nay nói chung con này để cũng lâu rồi. Nói chung là bên em giờ xe nào để lâu thì lôi ra bán lỗ rồi. Xe nào để lâu bán lỗ rồi. Con nào lời thì cũng đã lời, lỗ cũng đã lỗ rồi. Đó, bán rút tiền là cái khác. Đó. Rồi, hôm nay xe này bán cho anh em giá hơn 30 triệu nha. Hơn 30 triệu thôi. Anh em nào quan tâm liên hệ với bên em. Em sẽ test xe cho anh chị xem. Coi cái hình thức chạy và những cái hệ thống nó có trơn tru có ngon lành không ha. Rồi anh chị ok thì anh chị chốt thôi. Rồi ok anh em nha. Xe rất là ok, rất là ngon ha. Bao cho anh em rin từ A tới Z. Đó. Hệ thống cầu số này nọ khô ráo sạch sẽ, chạy ngon lành lắm nha anh em nha. Không